giới thiệu tính năng thư mục cá nhân trên Edulive. Có thể bạn chưa biết, tính năng thư mục cá nhân trên Edulive có thể giúp cho người dùng tạo riêng cho mình một kho tài nguyên. Chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn về chức năng này nhé! Từ chức năng thư mục của tôi tại thanh chức năng bên trái, bạn có thể truy cập vào tính năng thư mục cá nhân. Bạn có thể sử dụng các tài nguyên này để giảng dạy, sao bài tập, học liệu vào lớp cho học sinh, đóng gói thành các gói nội dung để bán trên thư viện. Chúc các bạn có những trải nghiệm thật tuyệt vời trên Edulive! Edulive